Rồi giờ đi hớt tóc 30 size giọt. Nhờ diễn mưa quá anh em ơi, rất siêu đẹp. Đã dởm đâu. Ok, mình tới 30 size 206 Hậu Giang rồi nha các bạn. Giờ chạy vô. Gửi xe hết tóc. Có nãy mình có đặt lịch đó. Ba mươi xe. Mình đọc số điện thoại nha. Số là 445 đúng không? Đúng rồi. Xin tên Dư. Dư to quá nén. Dư. Dư. Có 60 này hả? 60 này. Cho cái 60. Thôi ngồi xíu được rồi, lấy cái này rồi. Anh đưa lên lầu cắt. Trên lầu hả? Dạ đúng rồi. Ok ok. Lầu đây. Các bạn giới thiệu mình đi lên lầu trên lầu cắt tóc. Gọi đầu trước rồi rồi cái hết tóc sau đúng không?
xíu rồi chứ quay đẹp lắm, quay rất đỏ luôn, tắt kinh cái màn hình được rồi. Cái này mua là 9 triệu thẻ nhớ nữa là 9,7 triệu, máy với thẻ nữa là còn 300 nữa là 10 triệu. Máy không chưa có phụ kiện, phụ kiện của nó, phụ kiện zin nó mua nguyên bộ nó gần 5 triệu nữa, mà phụ kiện mắc quá anh để đợt sau, tháng này hết lương rồi. Mua nhiêu đây thôi. Có, anh cũng đang làm, nhưng mà đang làm về lĩnh vực khác. Còn mấy cái này là quay chơi up kênh vui. Giờ qua ghế ngồi đợi tóc. Đây giờ bắt đầu vô hết rồi nha. Tóc ở đây. Xì tốt lại hôm nay lâu quá. Giờ mình đẹp hơn nãy hay chưa, tự sướng miếng rồi. Bạn kỹ thuật biến cái đầu mình nhìn bóp hơn hồi mới vô rất là nhiều nữa ha, rất đẹp. Ok, đúng rồi. Cảm ơn anh. Dạ. Anh em mình chụp ảnh tắm đi, kỷ niệm. Xấu quá. 2, 3. Dạ. Ok, dành để tính tiền các bạn ơi. Cảm ơn. Anh cảm ơn anh. Dạ. Mình xuống dưới quậy đúng không? Dạ. Dạ. Xong rồi. Dạ, mình có thiếu tính tiền. Thiếu tính tiền. Ha 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 ha
Em tính tiền, em tính tiền. Chung là ok hơn cái đầu đợt trước. Đầu trước tóc cũng được. À, lại có đăng ký thành viên nữa. Ok, vậy cho mình xin đăng ký đi. Giờ xác nhận cái này đúng không? Rồi ok, đăng ký luôn. Chưa bấm xác nhận nha. Rồi nó xác nhận rồi. Chưa để em mời xác nhận lại. À. Ok. 100 mà nó giảm lên 20 còn 80 á. À. Dạ. Ok, cũng đúng đây. Được. Là mình đăng ký cái này nha. Đăng ký này vô. Anh nói xác nhận đúng không em? Dạ đúng rồi ạ. Anh xác nhận được rồi là cũng xác nhận đúng. Chờ một người giúp em nha. Ok, mình sẽ bấm rất hài lòng. Rồi, mình đánh giá xong. Rồi tính tiền xong rồi các bạn. Giờ phải đợi. Đang mưa quá không dám về. Ok ok. Mưa luôn rồi các bạn ơi. Mưa lớn dã man. Giờ về mà điều trời mưa quá bạn ơi, mưa quá. Hớt tóc xong ra đẹp trai mà trời đổ mưa luôn. Lội nước luôn. Ta biết được cái khúc này mưa nó ngập nó sao cho nên làm lên lộ mới luôn nè. Mấy bữa nay là gần khu vực nhà mình là đang làm lộ to như cái biển luôn kìa. Quá là dã man. Hello. Cái đường vô nhà mình nó ngập thành sông luôn các bạn ơi. Ngập thành sông hết luôn rồi.